Mượn tiền mẹ quay MV ca nhạc nhưng đăng quang á hậu luôn rồi vẫn chưa trả hết. Ủa sao mọi người biết? Sao biết vậy? Chuyện gia đình của người ta sao biết? Ủa mẹ chị báo phường bắt chị. Mai Ngô xin chào khán giả của Điện ảnh .net. Và Mai Ngô đã sẵn sàng với thử thách sao lên phường. Và tôi xin cam kết những gì tôi nói ở đây đều là sự thật. Luật chơi ở sau lên phường, khách mời sẽ được điều tra viên hỏi về 10 tin đồn của bản thân. Khách mời sẽ cam kết trả lời đúng sự thật hoặc là im lặng. Với mỗi một câu trả lời, khách mời sẽ được một chìa khóa để mở khóa chiếc hộp. Nếu mở khóa thành công được chiếc hộp sẽ được tính là vượt qua thử thách. Mượn tiền mẹ quay MV ca nhạc nhưng đăng quang á hậu luôn rồi vẫn chưa trả hết. Ủa sao mọi người biết? Sao biết vậy? Chuyện gia đình của người ta sao biết? Ủa mẹ chị báo lên phường bắt chị. Tự nhiên mẹ chị báo lên phường bắt chị làm gì? Đúng, tôi là người đã mượn tiền mẹ tôi quay MV ca nhạc nhưng đăng quang á hậu luôn rồi vẫn chưa trả hết. Tại vì sao mọi người biết không? Cái số tiền nó quá lớn. Không chỉ quay MV ca nhạc không mà tôi còn mượn nhiều khoản khác nữa. Và tôi cần phải làm việc cực lực hơn để có thể hồi vốn và trả tiền cho mẹ tôi. Ghi một cái nha. Yêu hòa bình, ghét chiến tranh nhưng ngồi không vẫn hút drama vì thẳng tính. Cái này không phải là cái tội đâu mọi người ơi. Mà mình nghĩ đó là trước hết là tích cực nha. Đó là cái sự quan tâm của khán giả dành cho Mai. Đó là một cái sự tích cực và mình phải nhìn nhận cái vấn đề đó. Đó là một cái dấu hiệu tốt. Khi mà mình làm nghệ sĩ thì mình vẫn luôn muốn có được sự quan tâm của công chúng. Thì đó là một cái điểm cộng rồi. Tại vì mình lúc nào cũng muốn gọi là tình chị em, rồi nói chung đi thi thì mình cũng giúp đỡ lẫn nhau. Gần đây nhất đó là Hòa Bình Việt Nam thì mọi người có thể thấy là bên cạnh cuộc thi đó thì chị em trong các thí sinh vẫn có rất là nhiều mà mọi người vẫn hay kể trên sóng. Mỗi khi mà các thí sinh của Hòa Bình lên phỏng vấn thì mọi người đều nói cái đó. Thì tuy là cạnh tranh nhưng mà giúp đỡ thì vẫn rất là giúp đỡ lẫn nhau. Và cuộc thi Hòa Bình thì không có drama nên là mọi người có thể thấy được một Mai Ngô rất là bình thường giản dị đi thi và không có cố tình gây một cái gì đó nổi bật để cho mọi người chú ý hết. Nhưng mà mình vẫn hút drama tại vì chắc là cái số của mình rồi nên là mình không thể nào mà giải thích được cái vấn đề này. Về cái sự thẳng tính của mình thì đó là một cái tính rất là tự nhiên của mình rồi. Tại vì ai mà có cái tính này thì khó mà giữ được những cái suy nghĩ của mình. Mai là một người có một sự thẳng tính, rất là thẳng tính. Và bây giờ mình có gọi là điềm đạm hơn một tí thì mọi người cũng chắc là chưa quen đâu. Có nhiều người bình luận vô những cái tấm ảnh của Mai thì thấy Mai điềm đạm quá không có quen. Nhiều khi nói Mai Thảo Mai nữa. Nên là để cho nó tự nhiên thôi mọi người ơi. Để cho nó tự nhiên thôi. Ok. Phong Long đi từ trên xuống nó không ổn lắm đúng không? Đi từ dưới lên nha. Dành cả thanh xuân chày cối đi thi hoa hậu để cố kiếm được ngôi vương miệng. Mong ngôi vương miệng là sai. Tại vì không những có cuộc thi hoa hậu mà các cuộc thi khác nữa. Và thật ra Mai thi trên dưới cũng chắc là mười mấy cái cuộc thi rồi. Và cuộc thi nào thì mình cũng có những cái dấu ấn với kỷ niệm. Nhưng mà đặc biệt những cái cuộc thi hoa hậu á thì lúc nào mình cũng đến để mà mình gọi là nói cái mục đích của mình là trau dồi kinh nghiệm bản thân và muốn tìm thấy mình mỗi ngày mỗi đẹp hơn. Đối với cái cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình thì mình lại đến cuộc thi với hành trình 5 năm của mình để chứng minh rằng mình đã thay đổi và mình đã trưởng thành. Để cố kiếm vương miện thì đối với Mai là vương miện của chính mình chứ không phải là cái vương miện thật, cái vương miện mà mọi người nghĩ. Tại vì mình muốn những cái trải nghiệm của mình, những cái thời gian thanh xuân của mình sẽ trải qua một cách ý nghĩa nên mình lấy những cái cuộc thi để mình làm tạo thành những cái kỷ niệm đẹp cho bản thân mình. Câu tiếp theo. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường rất hay rủ rê bạn cùng bàn cúp học đi xem nhảy vì đam mê trở thành dancer. Sai. Đúng 50% thôi. Đó là rủ bạn cúp học. Tại vì mình thích đi chơi, mình thích được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái lịch trình của mình nó dày lắm. Thường là mình học
ca sáng ca chiều, xong rồi buổi trưa đó thì mình sẽ dành ra thời gian để mình đi tập bài, cái xong rồi có khi trưa đó mình lại đi diễn đám cưới nữa, rồi có nhiều khi là mình không có thời gian để mà mình gọi là ôn bài luôn á, nhưng mà mình lại thích cái lịch trình như vậy, nên có lúc nhiều khi cái cơ thể mình mệt cái mình muốn nghỉ á, thì cái lúc đó là cái lúc mà mình sẽ rủ rê bạn mình cúp học chung. À bắn lên được cái gì vậy? Từng stress nặng khi là nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Đúng rồi, cái này đúng nha mọi người, tại vì khi mà mình chỉ cần nhận được một cái lời gọi là góp ý không tốt về bản thân thôi là mình cũng đã rất là khó chịu rồi, mình có một cái cảm giác không muốn nghe rồi. Đối với mình, cảm giác mình chia sẻ thôi, đó là ý kiến cá nhân của mình thôi, thì khi ở trong cái tình cảnh này giống như là dư luận giống như là một cái người gì đó thượng đội hạ đạp vậy đó, khi mà mình xảy ra một cái lỗi nhỏ thôi thì tất cả mọi người sẽ chỉ mũi dùi vô mình và nói những cái điều rất là tiêu cực, nhiều khi nó không đúng nữa mọi người, nó rất là kỳ và ảo luôn á, và mình là cái người phải chịu những cái lời chỉ trích đó. Thì có lời đúng có lời sai, rút kinh nghiệm thì mình vẫn sẽ rút để mình tiến bộ hơn mỗi ngày, nhưng mà những cái lời đó nó rất là khó nghe và nó làm cho mình sẽ bị stress. Nhiều người yếu tâm lý thì mình nghĩ là sẽ có những cái gọi là ảnh hưởng về cái mental health của mình nặng hơn, và sẽ có nhiều cái trường hợp xấu, ví dụ giống như là người ta có thể tác động vật lý vô bản thân của người ta, chính họ tự làm hại họ nữa. Xong rồi. Bên ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong yếu mềm. Đây là một cái lời nhận xét mà một cái người rất là thân với Mai có nhận xét về mình. Tại vì cái chị này là cái chị make up, thì chỉ là người tiếp xúc với mình nhiều nhất trong nghề. Tại vì mỗi ngày thì mình phải dành thời gian 3-4 tiếng để mình gặp chị, rồi thì chị là cái người đã cho mình cái lời nhận xét như thế này. Bên ngoài rất là cứng rắn, rất là thể hiện này kia, nhưng mà tại vì mình yếu quá nên mình làm như vậy để cho người ta không ăn hiếp mình. Được gọi là Miss tuyển dụng, dù miệng cười nhưng lòng hơi cay. Khó chịu hay không là mình không có khó chịu nha. Cay là nói về khó chịu đúng không? Khó chịu mình không có khó chịu. Và khi mà được gọi là Miss tuyển dụng thì mình nghĩ đó là một cái gì đó vui. Tại vì mình không trả lời được nhưng mà mọi người vẫn nhớ đến câu trả lời của mình. Đó là một cái gì đó nó rất là thành công và cái độ viral của mình. Và một cái tình yêu mà khán giả dành cho mình. Mọi người không có trách móc là ồm cái câu dễ vậy cũng không trả lời được hay là sao đó, nhưng mà mọi người lại kêu mình là Miss tuyển dụng và cho qua cái phần đó đi, và mình thấy rất là vui. Cái hôm đăng quang á, khi mà mình được cầm điện thoại thì trước khi cầm điện thoại mình nghĩ là chết rồi, chuẩn bị mở ra và mọi người lại chửi mình nữa này kia, nhưng mà khi mà mở lên thì không có một cái gì chửi hết, thì mình rất là thấy vui và nhẹ nhàng, nhẹ nhõm. Không giống như những cái lần khác khi mà mình không làm được á thì mình nhận lại những cái gì đó rất là tiêu cực, còn cái lần này nó lại khác nên mình thấy vui vẻ. Mặt khác trong cái phần trả lời đó, mình thấy vui vẻ với câu trả lời của mình và những cái cách mà khán giả đón nhận cái phần trả lời của mình. Nhưng mà cũng vì cái câu đó, người đặt câu hỏi cho mình là Á Hậu Kiều Loan, khi mà em chỉ làm hoàn thành tốt cái vai trò của mình thôi nhưng lại nhận rất là nhiều sự chỉ trích thì mình thấy rất là buồn. Tại vì mình cũng từng là nạn nhân của bạo lực mạng nên mình biết được cái cảm giác đó, thì chính cái người ban giám khảo chấm cuộc thi cho mình lại bị bạo lực mạng như vậy thì mình thấy một sự rất là đáng tiếc. Cắm chưa vậy? Cắm rồi, chưa cắm. And game. Không dám công khai người yêu là vì sợ lời nguyền, công khai thì sẽ mất. 50-50 chắc là như vậy á. Tại vì khi mọi người biết là mình công khai nó sẽ có rất là nhiều cái phiền toái mà mình nghĩ là nó không còn private nữa, không còn riêng tư nữa, thì mình muốn là dành những cái tình cảm của mình cũng giống như mối quan hệ của mình ở trong chế độ riêng tư. Được cán bộ hỏi những cái câu mà rất là riêng tư luôn, cái câu gì cán bộ cũng biết hết. Và cán bộ phải mất thời gian, Mai nghĩ nha, cán bộ phải mất rất là nhiều thời gian để mà có thể tìm được những cái ý tưởng
để tra hỏi ngày hôm nay thì vui khi mọi người quan tâm và hy vọng là sắp tới mọi người cũng sẽ đón nhận Mai cũng giống như là những cái sản phẩm tiếp theo của Mai. Kết công nghiệp chưa?